Kính chào quý vị và các bạn. Trong trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay, Trâm Anh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đến từ các huyện Quỳ Hợp, Nam Đàn và thị xã Cửa Lò. Quỳ Hợp phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2017. Phát triển nghề nuôi dê ở xã miền núi Nam Hưng, Nam Đàn. Y tế Cửa Lò trước những đổi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị, những năm gần đây, phong trào trồng cây gây rừng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp phát triển mạnh, góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái, xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. Phát huy kết quả đã đạt được, hiện nay các địa phương ở Quỳ Hợp đang tích cực chuẩn bị cây giống, vật tư nông nghiệp để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2017. Nhờ hiệu quả kinh tế mang lại từ phát triển lâm nghiệp, nhiều năm trở lại đây, gia đình anh Lô Minh Thuyết ở xóm Mường Ham cũng như nhiều hộ dân trên địa bàn xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp đã tập trung đầu tư cho trồng rừng. Ngay từ cuối năm 2016, sau khi khai thác hết toàn bộ diện tích rừng keo bài 5 tuổi, gia đình anh Thuyết đã tiến hành xử lý thực bì để tiếp tục chuẩn bị trồng mới lại toàn bộ diện tích. Gia đình tôi có 7 hecta rừng, vừa thu hoạch xong rồi vụ xuân năm nay thì bắt đầu gia đình trồng tiếp. Cùng phải thuê dân công rồi mua tiền phân bón, tiền mua giống. Rồi cây khâu trồng thì trồng được hơn 2/3 diện tích rồi. Còn 2-3 ngày nữa thì hoàn chỉnh. Hiện nay ở Quỳ Hợp, các xã có phong trào trồng rừng phát triển mạnh gồm Bắc Sơn, Nam Sơn, Châu Thái, Châu Cường, Đồng Hợp, Yên Hợp, Châu Thành và Châu Lý. Thu nhập từ trồng rừng đã góp phần tăng thu nhập cho người dân cũng như công tác xóa đói giảm nghèo, cho nên ngay từ đầu năm, các địa phương đã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo, tuyên truyền nhân dân hưởng ứng trồng rừng đạt kế hoạch đề ra. Xã Châu Cường có diện tích đất lâm nghiệp là gần 6.000 ha, trong đó rừng tự nhiên hơn 4.628 ha, rừng trồng là 1.298 ha và đất trống là khoảng 460 ha. Năm 2017, toàn xã phấn đấu trồng mới được 191 ha rừng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hiện nay bà con đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và sau khi có mưa, bà con đã tiến hành trồng rừng đạt theo kế hoạch đề ra. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Châu Cường và làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là gửi công văn đến tận các xóm bản, nên là công tác tuyên truyền đến năm 2017 được bà con nhân dân hưởng ứng và nhiệt tình. Và đến ngày hôm nay là bà con nhân dân đã phát dọn thực bì và trồng được 30% diện tích đã đề ra. Đến cuối năm là trồng hết tất cả diện tích mà Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đã đề ra. Xác định phát triển rừng là một trong những thế mạnh góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương phát triển bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho nhân dân. Ngay từ cuối năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các xã thị trấn tập trung rà soát, hoàn thành sớm việc thiết kế diện tích trồng rừng, phân công cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, hướng dẫn cho nhân dân lập hồ sơ thiết kế trồng rừng theo đúng quy hoạch, bón phân hợp lý để nâng cao tỷ lệ sống của cây trồng. Bên cạnh đó, huyện còn chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các hộ sản xuất cây giống lâm nghiệp tích cực chăm sóc vườn ươm, đảm bảo chất lượng và đủ số lượng để sẵn sàng cung ứng giống cho bà con nhân dân trên toàn huyện. Chỉ đạo các đơn vị nông lâm trường, các chủ rừng và các địa phương xây dựng kế hoạch để triển khai trồng rừng một cách có hiệu quả, góp phần thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trên cái kế hoạch trồng rừng năm 2017 thì phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện là triển khai cái kế hoạch trồng rừng, thì đặc biệt là các cái chủ rừng và các cái hộ dân thì đã tiến hành phạt dọn thực bì và phê duyệt kinh tế kỹ thuật. Và sau khi phê duyệt kinh tế kỹ thuật xong thì như vậy là về như vậy là nhân dân đã tiến hành trồng rừng và trồng lại diện tích đã khai thác. Đặc biệt thì trong 3 tháng đầu năm thì huyện đã trồng được 500 hecta và phấn đấu đến cuối năm thì huyện sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao là 1.650 hecta. Với sự chỉ đạo tích cực trồng mới rừng của huyện và sự chủ động của bà con nhân dân, huyện Quỳ Hợp phấn đấu hoàn thành công tác trồng rừng theo đúng kế hoạch, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao độ che phủ rừng của huyện. Còn tại Nam Đàn, phát huy lợi thế của một xã có diện tích vùng đồi núi lớn, những năm gần đây, phong trào chăn nuôi gia súc ở Nam Hưng phát triển mạnh. Đặc biệt, nghề chăn nuôi dê đang được coi là mũi nhọn, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ nông dân.
Gắn bó với nghề nuôi dê đã hơn chục năm nay, gia đình anh Nguyễn Hữu Hùng và chị Đinh Thị Thu ở xóm 32 là một trong những hộ điển hình chăn nuôi dê cho thu nhập cao. Với đức tính cần cù của người nông dân, tinh thần ham học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật, cộng với vốn kinh nghiệm ngày càng phong phú, từ chỗ chỉ vài ba con nuôi thử nghiệm, đến nay mô hình nuôi dê của gia đình chị đã lên tới 40 con, mỗi năm xuất chuồng khoảng 30-35 con dê thịt. Với giá hiện nay, mỗi kg dê thịt có giá 120.000 đồng một kg, thương lái đến tận nhà thu mua, mỗi năm gia đình thu về gần 100 triệu đồng. Chăn nuôi dê là cũng vốn liếng thì cũng vẫn được ít, nhưng mà nói chung là tận dụng được các cái thức ăn là ngô, khoai, sẵn, lúa từ sản xuất ra. Và nói chung là chuồng trại thì phải cho được nở sạch sẽ rồi là cho ăn cho khô ráo, đừng có để cho thức ăn bay chỉ người ẩm mốc ướt. Dê là loại động vật ăn tạp, thức ăn chủ yếu là các loại cây lá, cỏ và các phế phẩm nông nghiệp như rơm, thân cây ngô, ngọn mía, cây đậu và có thể bổ sung thêm thức ăn tinh như ngô, lúa, vân vân, đều là những sản phẩm sẵn có tại địa phương. Thời gian nuôi không dài, chỉ trong vòng 5 đến 6 tháng là có thể xuất chuồng. Đặc biệt đầu ra cho sản phẩm dễ dàng, tư thương đến tận nhà thu mua với giá rất cao, từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng một yến dê hơi. Chính vì vậy mà chăn nuôi dê đang được xem là thế mạnh trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn của xã Nam Hưng. Đây cũng là nơi chuyên cung cấp dê thịt, dê giống cho các địa phương trong, ngoài huyện và thành phố Vinh. Hiện toàn xã có 150 hộ chăn nuôi dê với tổng đàn hơn 3.000 con, quy mô nuôi từ 5 đến 40 con trên một hộ, tổng thu nhập hàng năm từ dê đạt trên 2 tỷ đồng. Nếu như trước đây dê được nuôi theo kiểu chăn thả tự nhiên ở khu vực gò đồi quanh nhà, thì nay nhiều hộ nông dân đã xây dựng chuồng trại hoặc quy hoạch theo mô hình trang trại, gia trại. Mô hình này giúp cho khả năng sinh sản, năng suất nuôi cao hơn, chất lượng con giống cũng tốt hơn nhờ chủ động trong việc ghép đối giao phối. Những năm gần đây, ở Nam Hưng thì nghề nuôi dê đã phát triển mạnh, thì tạo được điều kiện cho bà con nông dân phát triển nghề kinh tế, thì đem lại cái thu nhập cho bà con nông dân. Đấy cũng là một cái tiền đề để những năm tiếp theo là xa có phương án để nhân rộng cái mô hình nuôi dê dê đôi, và đồng thời là xa sẽ tạo điều kiện mở cho các lớp tập huấn để nâng cao cái khoa học kỹ thuật chăn nuôi dê, phòng như là phòng trừ bệnh cho đàn dê để phát triển khỏe mạnh, và sẽ đưa cái thương hiệu của dê Nam Hưng là đưa ra thị trường. Có thể nói, nghề nuôi dê không chỉ làm giàu cho người nông dân mà còn góp phần duy trì và phát huy thương hiệu ẩm thực dê Nam Đàn. Đây cũng là điều kiện để xã miền núi Nam Hưng tiến tới xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi tập trung nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của xã miền núi này trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao mức sống cho cư dân nông thôn theo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, các bệnh viện tự chủ về tài chính, thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và sát nhập giữa trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa tuyến huyện là những quy định mới của ngành y tế. Sự thay đổi này đã tạo ra bước ngoặt trong công tác khám chữa bệnh trên địa bàn thị xã Cửa Lò, một địa phương có diện tích và dân số ít nhất tỉnh Nghệ An. Một trong những thay đổi của ngành y tế trong thời điểm hiện nay đó là việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Người dân có quyền lựa chọn cơ sở y tế có chất lượng hơn để khám chữa bệnh. Và thành phố Vinh là sự lựa chọn đầu tiên của nhiều người dân thị xã Cửa Lò. Bởi khoảng cách địa lý gần lại là nơi tập trung nhiều bệnh viện tư nhân có trang thiết bị hiện đại. Trong khi đó, quy định của Bộ Y tế về tự chủ tài chính đối với các bệnh viện bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đã buộc các bệnh viện phải đổi mới để tăng số lượng người đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa Cửa Lò, nay là Trung tâm Y tế Cửa Lò, cũng không phải là ngoại lệ. Thì cái đầu tiên chúng tôi phải tiến hành một cách rất triệt để, đó là đổi mới phong cách thái độ phục vụ. Thì cái vấn đề tận tình đối với người bệnh, coi người bệnh là thượng đế, để cái bệnh nhân có thể nói là yên tâm về mặt tư tưởng ở lại điều trị. Thứ hai là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thu hút và đào tạo cái đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, làm sao chẩn đoán chính xác và chữa khỏi bệnh cho người bệnh để người bệnh tin tưởng, tăng cường cả cái trang thiết bị hiện đại và cung ứng các cái loại thuốc đủ và đảm bảo chất lượng để phục vụ công tác khám chữa bệnh.
Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Cửa Lò, năm 2016, bệnh viện đã khám bệnh cho hơn 71.000 lượt người, điều trị nội trú cho gần 7.800 bệnh nhân bảo hiểm y tế, tăng 12% so với năm 2015. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Cửa Lò thực hiện thành công phương pháp mổ nội soi ruột thừa đã chứng tỏ một bước tiến mới đối với một bệnh viện hạng 3. Song song với đó, thủ tục hành chính, phong cách thái độ của đội ngũ y bác sĩ cũng thay đổi rõ rệt. Là bác có bảo hiểm thì một năm thì bác cũng đến đây khoảng 7-8 lần chăm cứu. Nói chung thì bác cũng coi đây như nhà, và kể cả bác sĩ đây vì y sĩ đây nó cũng đều tốt cả. Họ cũng thoải mái với bệnh nhân, với ân cần lắm. Năm 2017 cũng đánh dấu một thay đổi quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ở Cửa Lò. Đó là việc sáp nhập Trung tâm Y tế Cửa Lò trước đây và Bệnh viện Đa khoa Thị xã theo quyết định 37 ngày 5 tháng 1 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã góp phần tinh gọn bộ máy y tế cơ sở, tập trung được cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác dự phòng và điều trị, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Theo đó, Trung tâm Y tế Cửa Lò hiện nay có 14 khoa phòng và 7 trạm y tế phường, có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Hợp nhất lại rồi, thì thống nhất chỉ đạo, thống nhất điều hành và tập trung nguồn lực, thì công tác khám chữa bệnh chắc chắn là sẽ được là tốt hơn trong cái thời gian vừa qua. Và cái được một cái điều tốt hơn nữa là cán bộ y tế làm việc ở các trạm y tế xã phường có điều kiện để luân chuyển về tuyến trên, tức là trung tâm y tế, để mà nâng cao trình độ năng lực. Đó là một cái thuận lợi rất lớn, và công tác chăm sóc sức khỏe trong thời gian tới chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Những đổi mới của ngành y tế nói chung đã tác động tích cực đến công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Sẽ còn nhiều khó khăn đặt ra cho ngành y tế Cửa Lò, nhưng với mục tiêu hướng đến lợi ích của người bệnh và sự phát triển của các cơ sở khám chữa bệnh, thì vấn đề chất lượng khám chữa bệnh sẽ không ngừng được đầu tư mở rộng. Phát huy những điểm mạnh, đổi mới những điểm mà người dân chưa hài lòng để hướng tới một dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn là một vấn đề cần thiết mà không chỉ Trung tâm Y tế Cửa Lò mà nhiều đơn vị y tế khác hướng tới nhằm tạo niềm tin cho người bệnh. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc trang địa phương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.